Trong tuần vừa rồi thì chúng ta đã nói cái phần thứ nhất của chuyện gieo trong thánh linh. Gieo trong thánh linh hay là gieo theo muốn được một người để trở thành một người gieo trong thánh linh thì người đó phải có một sự đổ đầy thánh linh. Người đó phải bước trong thánh linh thì chúng ta mới có thể gieo trong thánh linh được. Chúng ta phải mặc lấy lòng yêu thương để làm người đỡ lẫn nhau. Rồi chúng ta cũng bước theo thánh linh và không xu hướng chiều theo cái dục vọng của xác thịt, bởi vì thánh linh và xác thịt luôn luôn trái ngược nhau. Nếu chúng ta muốn làm những công việc của thánh linh, chẳng hạn như nhận sự sức nhọc của thánh linh, sự ban ân tứ của thánh linh, mong trái của thánh linh, thì chúng ta cần có một cái quyết định, đó là không cho phép xác thịt nó xen vào mà ra lệnh cho cái thuộc xác thịt của chúng ta nó phải vâng lời theo thánh linh của Chúa. Và hôm nay chúng ta xem một khía cạnh khác về sự gieo trong thánh linh, đó tức là gieo hay là làm việc lành. Chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 8 cho đến câu 10. Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 8 cho đến câu 10. Chúng ta cùng nhau đọc Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu 10. Và ấy là nhờ ơn nghĩa và đức tin mà anh em nghe được. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho con ai quen mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sẵn sàng trước cho chúng ta làm theo. Dạ, xin chuyển qua dùng bản này. Hiệu đính truyền thông câu số 10 là trong nhân câu 10 của bản hiệu đính truyền thông. Câu 10 xin ta cùng đọc. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài được tạo dựng trong Đức Chúa Giêsu Christ, chứ là trong đấng Christ Jesus, để thực hiện những việc làm mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Và chúng ta để ý hai cái từ là cái công trình. Cái từ công trình này hay là cái từ việc ở trong mặt của chúng ta được, nó còn nghĩa nữa là tác phẩm. Một cái tác phẩm, nó có khác là chúng ta là tác phẩm của Ngài, của tay Ngài. Dạ. Ví dụ như để làm ra được cái bình hoa này thì phải có một người để cắm nó. Làm ra được một cái nắp cốt này thì phải có một người sáng tạo nó. Cho nên chúng ta là công trình hay là chúng ta là một cái tác phẩm. Cái từ việc thì nó nghe được như giống như là cái việc làm, không phải. Nhưng mà chúng ta tác phẩm tuyệt tác của tay Ngài làm ra. Như vậy chúng ta được tạo ra qua bàn tay của Chúa. Về phương diện sự tạo dựng ban đầu là Đức Chúa Trời đã làm bằng cũng chính bàn tay của Ngài. Nhưng mà về phương diện thuộc linh thì chúng ta cũng là tuyệt tác của tay Ngài. Chúng ta cũng là công trình của tay Ngài làm ra. Nhưng mà chúng ta không phải là công trình làm ra bằng bụi đất nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng chúng ta trong Chúa Giêsu là một cái công trình hay là một cái tạo vật mới hay là một cái tác phẩm mới được dựng nên trong Chúa Giêsu. Trước khi người ta làm một cái tác phẩm, một công trình nào thì cái người đó phải có gì ạ? Có ý tưởng. Nó bắt đầu từ ý tưởng. Cho nên mình về dễ ở giữa duy nhập biện chứng với lại duy tâm thì hai cái này luôn luôn nghịch nhau. Duy nhập biện chứng thì nó là phải có vật chất để tạo ra ý thức. Nhưng mà duy tâm thì nó là có duy tâm có ý thức để tạo ra vật chất. Như vậy thì khi chúng ta muốn tạo ra một cái nắp tớp này thì chúng ta cần phải có cái ý thức, có cái suy nghĩ ở bên trong đầu của mình. Gần đây một nhà khoa học họ nghiên cứu và họ mới phát hiện ra rằng là ý thức có chứ vật chất. Cho nên bây giờ chúng ta trở lại cái câu chuyện này, xin lỗi cái câu ngắn này, đó là chúng ta là công trình của tay Ngài được tạo dựng nên trong đấng Christ Jesus để chi vậy, để thực hiện, để làm những cái việc làm là Đức Chúa Trời đã sẵn sàng trước. Như vậy thì sao? Là trong Chúa Jesus, Đức Chúa Trời đã
sắp sẵn việc làm cho chúng ta rồi. Dạ, tôi sẽ đọc lại. Trong Chúa Giêsu Đức Chúa Trời sắp sẵn việc làm cho chúng ta rồi. Thế cái việc làm trong Chúa Giêsu và việc làm ngoài Chúa Giêsu có gì khác nhau? Khác nhau giống nhau à? Nó khác như thế nào? Thật ra thì hình thức giống nhau nhưng mà động cơ khác nhau. Ví dụ người tin Chúa và người chưa tin Chúa nhìn, nếu nhìn bề ngoài thì sao? Giống nhau, nhưng mà cái con người đàn ông thì hoàn toàn khác nhau. Bởi vì người ngoài Chúa thì họ kinh thánh như là gì? Họ ở dưới quyền của ma quỷ. Nhưng người tin Chúa thì được gọi là dời từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Satan đến Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong Chúa thì nó khác với người ngoài Chúa. Việc làm trong Chúa cũng khác việc làm ngoài Chúa. Sự gieo và gặt trong Chúa về nguyên tắc vẫn giống nhau, nhưng về động cơ thì khác nhau. Động cơ của gieo ngoài Chúa là để mình nổi tiếng hay là thương hại, nhưng mà động cơ của gieo trồng Thánh Linh đó là để Chúa được vinh hiển và thương xót. Anh và chị em có theo gì cái này không? Tôi xin lặp lại cái này. Việc làm trong Chúa và việc làm ngoài Chúa về phương diện nhìn bề ngoài giống nhau, nguyên tắc giống nhau, gieo và gặt chúng ta vẫn nhận được. Người đời gọi là gieo nào gặt quả nấy, nhưng mà Kinh Thánh thì nó là gieo và gặt. Rồi việc làm, xin lỗi, gieo người tin Chúa và người không tin Chúa nhìn bề ngoài cũng giống nhau, nhưng mà con người bề trong khác nhau. Động cơ của người gieo trong Chúa và động cơ của người gieo không ngoài Chúa khác nhau. Người gieo ngoài Chúa là động cơ là gì? Đó là để mình được nổi tiếng, để thương hại người khác, nhìn thấy thương hại người khác. Nhưng mà động cơ của người trong Chúa là để Chúa được vinh hiển và mình có lòng hướng thương xót. Để ta có việc được hai cái câu này. Bây giờ chúng ta trở lại cái việc làm. Theo ông bà chị em, cái việc làm trong Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta, tức là chuẩn bị lâu lắm rồi, cái công việc nó chờ đợi lâu lắm rồi, công việc làm đó là công việc gì ạ? Có ai ghi nhớ không? À, chúng ta nhìn thấy là đây là cái việc làm mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước, chuẩn bị từ trước cho chúng ta phải làm theo. Đó là gì ạ? Là gì ạ? Dạ. Bây giờ chúng ta xem về cái việc làm cái này. Cái việc làm thì như thế nào là làm? Như thế nào mà làm là làm? Việc làm thì nhiều lắm. Nhiều lắm. Bạn cho, giúp đỡ, nói lời lành, nhiều việc làm lắm chị em. Nhưng mà ở đây cái việc làm mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước để chúng ta làm theo, nó có phải là cái việc công việc công đức không? Công việc công đức đó là công việc lành. Nhưng mà có phải đó là công việc lành mà Chúa Ngài muốn, Ngài đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo không? Thưa chị em, thì cái việc làm chỗ đây đó là nói lên cái việc làm gì? Nói lên cái việc gì? À, ai mới nói à? Dạ dạ, sao chúng tôi ạ? Chứ chúng mới vừa nói với nghe là gì ạ? Việc làm đó là hơn lên. Dạ. Dạ. À, có ý rồi. Rồi, có ai có ý khác không ạ? Đạo đức của con người. Dạ, đạo đức của con người. Đạo đức thì nó rộng quá. Nó rộng quá. À. Có ai có ý nào khác không ạ?
việc làm, việc làm. Chúng ta chỉ nói về cái việc làm mà Chúa chuẩn bị trước thôi. Chúa chuẩn bị trước này, trước là gì? Chúng ta nhớ rằng là đây là cái kế hoạch, nó không phải là một cái sự tình cờ. Cái việc làm mà Đức Chúa Trời muốn nó làm trong Chúa Giê-xu đó, nó là một kế hoạch, nó không phải là sự tình cờ. Ví dụ trường hợp này không phải là tình cờ này các bạn nha. Một người Israel đi từ Israel xuống Jericho và bị đánh, bị cướp giết, cướp hết tất cả đồ đạc, đánh cho vừa chết thiếu sống. Và sau đó thì có một thầy tế lễ đi ngang qua, nhìn thấy rồi đi. Rồi lại có một người Lê-vi đi ngang qua, nhìn thấy, đi lại gần, rồi bỏ đi. Rồi cuối cùng có người Samari đi lại gần, nhìn thấy, lấy dầu xức cho và đỡ cái người đó lên lưng lừa, chở đi đến cái nơi để mà chữa trị. Và nói rằng nếu còn thiếu tôi sẽ trả. Thì cái thánh Chúa Giê-xu nói là đó là người Samari nhân lành. Vậy cái việc làm của người Samari đó là được Chúa Trời chuẩn bị từ trước, hay là tình cờ người Samari đi ngang qua làm việc này? Tình cờ chứ. Tình cờ mà đi ngang qua thấy mà. Phải không ạ? Dạ, tình cờ đi ngang qua thấy. Nhưng mà ở đây thì nói rằng là đây là cái việc làm của Chúa Trời chuẩn bị từ trước để chúng ta làm ngay. Chúng ta để có thể giải thích cái nghĩa này, chúng ta cần xem thêm một câu kinh thánh nữa. Chúng ta trở lại Galatia đoạn 6 câu 9. Câu 9 chúng ta cùng đọc. Chớ mạnh nhầm về sự làm lành, thì nếu chúng ta không chạy nải thì đến kỳ chúng ta sẽ. Thêm một ý tưởng của chúng ta nữa về vấn đề làm lành. Đây là sự khích lệ của Phaolô. Chúng ta biết rằng cả một mạch văn từ trong Galati đoạn 5 câu 1 là cái thánh nói rằng chúng ta được tự do, hay là Đấng Christ buông tha chúng ta được tự do. Vậy thì chớ có trở lại để đặt mình, hay là chiều phục với cái ác nô lệ. Và cái ác nô lệ đó, trong cả mặt văn thì ác nô lệ đó chính là luật pháp. Như vậy thì chúng ta không thuộc với luật pháp, nhưng chúng ta thuộc về ân điển của Chúa Trời. Như Phaolô nói ở trong sách Roma đoạn 6 câu 14 là chúng ta không thuộc với luật pháp nhưng thuộc về ân điển. Và chúng ta kia là chúng ta được tự do trong Đấng Christ như vậy. Cho nên chúng ta đừng có lấy cái sự tự do làm gì cho mình ở theo thánh xác thịt. Cho nên chúng ta phải bước theo thánh linh. Rồi chúng ta cần phải sáng sinh bóng trái của thánh linh, không có chiều theo những đường vòng của xác thịt. Và tới đoạn 6 thì Phaolô lại dạy chúng ta về cái sự gieo và gặt, và đặc biệt ở đây là gieo trong thánh linh thì gặt sự sống đời đời. Như vậy thì ở đây cái việc lành nó không nói về là chúng ta ăn chay các xác khổ tu, như là không nói như vậy. Tại cái việc làm nó không thể nào dẫn đến sự sống đời đời được. Nếu như anh chàng ép sát khổ tu để người ta được cứu thì chắc chắn là những người mà họ đi tu là họ được cứu hết. Nhưng việc làm ở đây không nói điều đó, mà việc làm ở đây nói liên quan là việc gieo trong thánh linh, đó chính là để dẫn đến sự sống đời. Mà nó liên quan cả về cái việc kết quả cho Chúa trên đời sống của chúng ta qua bông trái của mình: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và tất cả những cái phẩm hạnh này nó không giống như cái phương diện đạo đức của con người. Như hồi nãy tôi cũng nói với chị em là nhìn bề ngoài của người Cơ Đốc với người Chúa Thiên Chúa giống nhau. Thậm chí người ta còn tạo mạo hơn chúng ta nữa, ăn mặc còn lịch sự chúng ta nữa. Nhưng mà con người đời trong thì hoàn toàn khác. Còn giống như vậy, về phương diện con trai của thánh linh, nhìn dường như giống nhau, nhưng mà trên thực tế thì không giống nhau. Chúng ta sẽ khai triển những cái điều này một cách cụ thể hơn trong ba cái nhóm bông trái của thánh linh của Chúa Trời mà trong những người tới chúng ta sẽ học.
trong sự gieo trồng thánh linh để chúng ta có thể biết rằng chúng ta đang gieo trồng thánh linh hay là chúng ta đang gieo trồng sách. Cho nên đây nói rằng chớ có mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trẻ nãy thì đến tiền chúng ta sẽ gặp. Như vậy cái việc làm ở đây nó có liên quan đến việc gieo trồng thánh linh, nó có liên quan. Bây giờ trở lại trong episode 2 câu số 10. Ở những các bạn xem cái việc làm này, tôi gợi ý một chỗ này để chúng ta có thể hiểu. Trước khi người ta gieo giống thì người ta phải làm gì trước ạ? Người ta phải làm gì ạ? Tất nhiên là nó hạt giống rồi. Hạt giống chúng ta có rồi, tinh lành của Chúa. Đó, amen. Trước khi người ta gieo hạt giống thì người ta phải cải tạo đất, phải làm đất, phải đúng không ạ? Như vậy ở đây nói rằng là chúng ta làm trở qua cái bản thân, chúng ta là cái công trình, chúng ta là công trình của tay của Ngài, là một tác phẩm của tay Ngài. Nhưng mà Đức Chúa Trời dừng tay chúng ta trong Đấng Christ hay là trong Christ Jesus để thực hiện, để thực hiện. Điều này có nghĩa là giả sử như tôi có một mảnh đất, tôi có hạt giống rồi, nhưng tôi không có người thợ, thì bây giờ tôi sẽ tuyển chọn những người thợ và tôi giao cho những người thợ này, đây là những hạt giống mà ta đã giao cho tôi. Bây giờ làm sao? Đây là một cái mảnh đất của ta, bắt đầu hãy gieo trồng. Vì mảnh đất này ta đã chuẩn bị xong hết rồi, tất cả mọi gai gốc trà trơn đá ta đã làm xong rồi. Trước đây thì cầm cố, bây giờ ta chuẩn bị hết rồi. Thế thì bây giờ giao hạt giống này cho con nhà. Bây giờ các ngươi hãy làm cái việc này của ta mà ta đã chuẩn bị được trước cho các ngươi. Nói thế này thì bạn trẻ em có thể hiểu mặt hiểu rộng hơn chứ. Như vậy cái việc làm mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước chúng ta đó là gì vậy? Có phải đạo đức không? Không phải công việc đạo đức. Công việc đạo đức nó là một cái phần phản ánh của cái kết quả của việc làm ở trong Chúa thôi, chứ nó không phải là một chỗ. Nếu chúng ta không có được lời của Đức Chúa Trời tái tạo chúng ta thì những cái việc làm kia nó như là cái kết quả của việc người ta làm bằng thánh dự mà Kinh Thánh đã từ chối khái niệm nó để nhận được sự cứu rỗi từ lâu. Chúng ta ở trong Galati đoạn 5 câu số 4 thì nói như vậy, chúng ta có 3 câu 4 nói như vậy đây: tôi lại rao cho mọi người chịu cách bi rằng họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em hãy đều muốn cậy luật pháp cho được sinh công mình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Như vậy đó là Chúa không có chấp nhận, Chúa không chấp nhận cái tiêu chuẩn được cứu là bởi việc làm hay là làm theo luật pháp. Cho nên việc làm hay là cái kết quả của để phương diện đạo đức mà ta nhìn thấy được, nó chính là kết quả của việc làm thật sự ở trong Chúa, ở trong Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta. Thế thì bây giờ việc làm đó là gì? Hồi nãy thì bác Tư có trả lời một câu đó là sự vâng lời. Tôi amen với cái câu trả lời đó. Thế là việc làm đó là gì? Tại sao tôi lại amen với cái lời của bác Tư? Cho xem bài Chúa ở đây Roma đoạn 5 câu số 18, 18 và 19. Roma đoạn 5 câu 18 và câu 19. Chúng ta sẽ đọc cái hai câu kinh thánh này song song với nhau. Chúng ta nhìn thấy tôi đọc phần A của câu 18 thì tôi đọc phần B của câu 18. À xin lỗi, tôi đọc phần A câu 18 thì ông bà chị em đọc dùm tôi phần A câu 19.
À, bây giờ thì tôi đọc bằng A câu 18 nha. Vậy như chỉ bởi một tội mà sự đón phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào? Chúng ta so sánh được không ạ? Tức là gì? Ở trên đó là tội bởi một người. Ở trên câu 18 gọi đó là gì? Tội. Câu 18 là tội. Các cô đi uống nha, các em cứ đi đi học. Xin mời các em thiếu nhi lên trên lớp ở trên. Lên học cùng với lại đi tụi con nhanh lên. Rồi chúng ta trở lại đây. Tôi sẽ gặp lại nha. Vậy như bởi tội một người, xin lỗi, bởi một tội mà sự đón phạt hết thảy cho mọi người. Một tội. Và câu 19 thì giải thích cái tội đó là không vân phục của một người. Vậy thì không phục này là của ai? Của A. Như vậy cái khởi nguyên của nó, cái khởi nguyên của nó, cái tội không vân phục, không vâng phục đây, Kinh Thánh gọi đó là tội, hay còn gọi là tội ác. Tội hay là tội ác, sự không vâng phục. Như vậy từ cái chỗ không vâng phục mà suy ra, nó là tội. Sự không vâng phục suy ra là tội. Rồi tiếp theo câu phần B của câu 18. Thì bởi một việc công bình, một việc công bình, chúng ta đọc phần dưới, thì cũng một lẽ ấy bởi sự vâng phục của một người. Như vậy ở phần trên thì nói là bởi một việc công bình. Cái việc công bình này cũng được gọi là việc làm. Bởi việc công bình của một người thì mọi người khác thành ra công bình. Như bởi việc công bình của một người này thì sự cứu rỗi được rải khắp ra cho là ban sự sống hay là rải khắp cho mọi người này. Như vậy cái sự vâng phục của này là của ai? Của Chúa Giêsu. Như vậy cho thấy là mọi sự không vâng phục của Adam mà mọi người thành ra tội nhân hay là phản bội trước mặt Chúa, ép trước mặt Chúa, nghịch lại với Chúa. Bởi sự vâng phục của một người là Chúa Giêsu thì mọi người đều thành ra công chính. Như vậy cái sự vâng lời ở đây cũng chính là cái việc làm. Kinh Thánh gọi những người mà không vâng lời được gọi là loạn nghịch hay là bạn nghịch. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2, khi một người bạn nghịch hay loạn nghịch hay còn gọi là không vâng phục, chống đối, kiêu ngạo, hỗn loạn đó, thì trong nguyên nghĩa cái từ nghĩa từ bạn nghịch nó có nghĩa là như vậy. Thì tất cả những người có cái tâm trí đó đều ở dưới một cái sự điều khiển của một dạng linh. Chúng ta xem ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2 chúng ta đi. Linh đó nó hành động trong những người con bạn nghịch. Những sự anh em xưa đã học rồi, các thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trong công chung, tức là thần hay là linh hiện đang hành động trong các con bạn nghịch hay là loạn nghịch. Cho nên bước đi ở trong Chúa Giêsu, trong vương quốc của Đức Chúa Trời, cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể làm đó chính là sự phân lời hay là phân lời. Tôi sẽ làm lại. Điều đầu tiên ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì? Đó là chúng ta phân lời. Lý do tại sao? Bởi vì một cái sự nổi loạn của Lucifer thôi, Chúa đã đuổi nó khỏi thiên đàng. Một sự bất vâng lời của Adam thôi, Chúa đã đuổi Adam ra khỏi Eden.
bởi vì có đó mà ngài sai con của ngài là Chúa Jesus Christ đấng quân phục một cách tuyệt đối, theo như ở trong Philip đoạn 2 câu 5 cho đến câu số 9. Ngài hạ mình xuống, từ bỏ mọi sự, trở nên giống như loài người và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Trời ngài muốn như vậy, vâng phục Chúa còn có nghĩa là chúng ta cần phải vâng phục cái thẩm quyền của Chúa. Chúng ta cùng xem ở trong Roma 13. Từ câu 1 cho đến câu 2. Roma 13 câu 1 đến câu 2. Xin chúng ta cùng nhau đọc những câu này. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền ấy bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai không được quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì Chúa lấy sự phán xét vào mình. Dạ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta bắt đầu nói rằng tôi bước vào trong vương quốc của Chúa, và Kinh Thánh đã khẳng định điều đó ở trong Colosse đoạn 1 câu 13. Chúng ta được dời từ cõi tâm qua sáng láng, từ quyền lực của ma quỷ đến vương quốc của Chúa Trời. Chúng ta phải làm ở trong vương quốc của Chúa, đó chính là cái sự vâng phục. Cái sự vâng phục. Cho dù chúng ta có giỏi đó là cái nỗi thì không có sự vâng phục là không được. Tại vì cái đó là cái nguyên tắc. Tôi nhớ lần ngày mà tôi đi vào trong thì bước vào trong danh nhận đội, cái điều đầu tiên mà đọc vào mắt chúng tôi là gì? Kỷ luật là sức mạnh quân đội. Nhìn thấy là màu đuôi. Kỷ luật là sức mạnh quân đội. Tôi nói với nhau vào xong đời rồi, xong đời rồi. À, nhiều khi là ca trưởng nó đi trước mình có mấy tháng không? Bây giờ nó làm A trưởng, nó thì nhỏ, học hành chẳng tới đâu, mà nó gọi mình như là con của nó. Dạ, dạ. Dạ, đồng chí, dạ. Dạ, rõ. Dạ, rõ, 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 rõ. Nó chẳng bao giờ nó là không rõ được. Bắt buộc. Cảm thấy nó chết lắm. Trong lòng thấy nó chết lắm. Nhưng mà có cấp lại cái quyền quyền thế mà được không? Được. Mà chẳng có là trưởng thôi. Rồi B trưởng, rồi C trưởng. Chịu thua. Rung lên cái, nó đưa qua bên mà chị Vinh thảy vô con nét. Rồi, cái con nét nó nằm có vuông bức có 1 mét. Cái chân nó thì tới đây thôi. Đứng giữa mà nắng vậy nè. Có mấy cái lỗ vô nó bắn. Nắng có chân, nắng xuống, mồ hôi, kê như là nhạc ra. Nó phải. Chứ nó là sức mạnh của nó. Nhưng mà chúng ta thấy là trong nước của Chúa Trời đây là vâng phục lại Đức Chúa. Chứ không phải là vâng phục mà bị hòa nặng phải không? Cho nên là cái người sẵn lòng vâng lời thì sẽ được sẵn vật tốt nhất của đất ở trong tay sai đoạn 1 câu 9. Cho nên vậy ở trong vương quốc của Chúa, nếu chúng ta nói rằng tôi bước theo Thánh Linh, tôi gieo cho Thánh Linh, thì chúng ta phải bắt đầu, đó chính là cái sự vâng phục. Vì thành trong nước của trời đầu tiên quan trọng nhất nó không phải là chúng ta làm một cái gì đó về cái gì đó, nhưng mà đó là sự vâng. Và chúng ta biết một trong những điều mà con người chúng ta cảm thấy khó chịu nhất là ai đó hay là chính mình cảm thấy khó chịu nhất. Thường thì chúng ta để phục một người thì như thế nào mà chúng ta phục được? Chẳng hạn như mà em đi làm công ty giám đốc trả lương chúng ta nhiều, chúng ta dễ phục không ạ? Dễ không ạ? Ủa, rất dễ. Giữa một công ty trả chúng ta 4 triệu tháng với một công ty trả ta 40 triệu tháng, cái nào dễ phục hơn ạ? 40 triệu dễ phục hơn ạ. Nhưng mà lạ cái là mấy cô mà chấp nhận ưng anh nào ra khỏi bằng trả lương cũng phục nữa. Tại sao phục? Tại sao phục được? Cái cô tại sao phục được? Yếu. Đơn giản thôi. Yếu. Thế thì chúng ta có thể dễ dàng để phục Chúa được không? Lý do là sao ta phục Chúa được? Có phải chúng ta yêu không? Không. Mà chúng ta yêu đâu?
phục thuộc theo ý của Ngài. Điều đó có nghĩa là dấu chấm hết cho linh nội mạng nó không được phép hoạt động ở trong tâm linh chúng ta. Nó phải chấm dứt. Nếu như Giê-xu phục cha các cách tuyệt đối, ngay cả tại đường Gethsemane, Giê-xu nói rằng là cha, nếu có thể được các cái này khỏi con, nhưng không thể bị con mà hãy cha. Đó là sự phục, đó là sự phục trong sự tính thác là hoàn toàn. Và khi chúng ta tự giá, Giê-xu nói lại, Eloi, Eloi, làm sao mình ta đi là đứng chờ tôi sẽ ngày liên bỏ tôi vậy. Nhưng mà ở tại đó, Chúa Giê-xu vẫn phải bất phục cái tuyệt đối bằng các ngày đó là mọi sự lựa chọn con xin giao linh hồn của con ở trong tay của cha. Chúa Giê-xu hoàn toàn không có tội gì cả mà Ngài bất phục. Thì huống chi chúng ta là một tội nhân được cứu, được tha thứ, há chúng ta lại không chọn sự bất phục để bắt đầu bước vào trong sự vận hành ở trong vương quốc của Chúa Trời. Và đặc biệt đó chính là việc làm mà Đức Chúa Trời Ngài đã chuẩn bị trước cho chúng ta đang làm theo trong Chúa Giê-xu. Cho nên xin tập lại một lần nữa, con cũng vâng phục theo ý muốn của Ngài. Điều đó có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho cái sự nổi loạn, cái linh nổi loạn ở trên Na 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 truyền lại cho mọi người. Điều đó rất khó đúng không anh em? Rất khó. Nhưng mà chúng ta phải amen với Chúa, đồng ý với Chúa. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu bước đi trong sự phục hồi thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi này, chúng ta sẽ bước phục ai đây? Chúng ta xem ở trong Hebrew đoạn 17 câu 17. Cùng đọc với nhau. Hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu thuộc các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức của mình, không phải ngại chi vì ấy chẳng tính là Israel. Hầu là nói như thế này, hãy bắt chước tôi như là tôi bắt chước Đấng Christ. Như vậy cái người dẫn dắt đó chính là người đã làm gương, chính là gương. Thí dụ như một người làm chứng ta về Chúa để ta tin nhận Chúa, điều đó có nghĩa là chúng ta giống như là đứa con thuộc linh được sanh ra. À, bây giờ là thầy xin hỏi Hiếu nha. Con có chọn để sanh ra trong nhà của mẹ con? Con không biết là con chọn đúng không? Nhưng mà con được sanh ra. Tại sao con không chọn sanh ra trong nhà thiên sư? Amen. Như vậy thì khi con chọn được sanh ra trong nhà của mẹ con, có nghĩa là con phải vâng phục mẹ con đúng không ạ? Các bạn xem nắm được điều này không? Có nghĩa là ai đó mà làm chứng cho chị em tin Chúa thì trước tiên trước mắt thì chúng ta không cần biết đâu xa, chúng ta nhìn cái người này cái này, chúng ta vâng phục cái người này cái này, vâng phục cái người nhận dắt mình, cái người làm chứng cho mình tin Chúa, người sanh ra. Nhưng đôi khi người sanh ra không có đủ sức luôn, con gửi cho bà chú nuôi thì gửi cho bà chú nuôi thì sao không vâng phục ấy, vâng phục bà chú nuôi mà cũng vâng phục cha mẹ mình nữa, tại các bạn. Còn nếu mà trong môi trường của trường học thì chúng ta vâng phục ấy thầy cô giáo, môi trường công ty thì vâng phục người lãnh đạo, môi trường chính quyền thì chúng ta phải vâng phục nhà cầm quyền. Và chúng ta thấy cả cái thế giới này đều vận hành trong sự trật tự và quy quyền và lý trí này. Cho nên vâng phục chính là cái việc làm đầu tiên để truy mạng, vì chúng ta là người được sanh ra trong vương quốc của Đấng vâng phục. Cho nên chúng ta quyết định phải là người vâng phục. À, vâng phục cái người cầm quyền trên mình, đấng cầm quyền trên mình như Roma đoạn 13. Bởi vì chúng ta chống cái quy quyền, chống quyền của quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh của Chúa Trời. Yeah. À, câu hỏi mà chúng ta thường đặt ra là nếu như cái người đặt đi chúng ta làm sai thì ta có vâng phục hay không? Câu đó chúng ta sẽ được trả lời trong lần tới. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn làm việc làm đầu tiên ở trong Chúa Giê-xu Christ, đó chính là vâng phục. Yeah. Vâng phục đó chính là làm việc này. Được không anh em? Dạ. Như vậy chúng ta gieo trong tâm linh thì sẽ gặp được sự sống đời đời. Và Kinh Thánh nói rằng chớ hề mệt nhọc về sự làm lành. Chúng ta sẽ triển khai cái sự gieo trong tâm linh trong những bài kế tiếp, để qua đó mà cô và chị em chúng ta sẽ nhận được
những cái sự sức giàu, cái ơn và phước hạnh. Khi mà chúng ta thấy rằng cái này như bị khô hạn, chúng ta cần phải xem lại cái chiều dọc của chúng ta đang có vấn đề hay không. Xin Chúa ngài giúp đỡ để tôi và những bạn chị em sẽ trở thành những đứa con phân phục ở trong vương quốc của Đấng Vương Phục. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Mà chị em có đồng ý với tôi là chúng ta amen với Đấng lãnh đạo chúng ta là Chúa Giêsu, Đấng Vương Phục cha một cái đối không ạ? Và chúng ta có quyết định một điều rằng từ chối linh không vâng phục để chúng ta bước theo Thánh Linh và nhận lấy sự sống đời đời, sự phước hạnh, sự sức giàu, sự tươi mới, sự ban ơn, sự vô dụng từ nơi Đức Chúa Trời chúng ta không? Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau công bố ha. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng vâng phục cha tuyệt đối, để lại chúng con một gương để noi giống chân ngài. Hôm nay sự vâng phục cha một cách tuyệt đối là hành động của người gieo trong Thánh Linh. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng con chọn vâng phục để phá đổ đi không vâng phục sự nổi loạn của tổ phụ của chúng con, cho sự nổi loạn, cho quyền lực ma quỷ không có quyền hoạt động trên con.